Hello, Ngoài Đường Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Sáng ngày hôm nay 11 tháng 4 thì mình đang có mặt tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Để một chút nữa thì sẽ đưa đồ cho các thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã nhờ mình mang từ Sài Gòn lên. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi cùng với anh Hiền, một thành viên rất là quen thuộc của đoàn du lịch Ngoài Đường Biết. Hai anh em quyết định là lên để theo dõi và cổ vũ cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở cuộc đối đầu với câu lạc bộ Khánh Hòa diễn ra vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì sẽ đi vô trong thôi để mà kịp đưa đồ cho Minh Vương, Diakite, Lê Văn Sơn. Let's go. Cũng gần một tháng rồi thì mình mới xuống Hàm Rồng để mà theo dõi các buổi tập cũng như là thi đấu. V-League cũng mới chỉ quay trở lại được mấy ngày. Câu lạc bộ Anh Gia Lai vừa mới có một chiến thắng có thể nói là có giá trị cực kỳ quan trọng trước câu lạc bộ Viettel ở vòng 5 V-League. Và chính vì vậy mà rất nhiều người hâm mộ đang chờ đợi là Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục nối dài cái niềm vui cho người hâm mộ khi đối đầu với câu lạc bộ Khánh Hòa vào chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chờ xem như thế nào nha. Bây giờ là giờ ăn trưa nên là các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai rủ nhau đi ăn. Chúng ta có thể thấy ở đằng xa là thủ môn Văn Lợi và rất là nhiều cầu thủ. Có Đình Lâm, có Bảo Toàn, có Văn Anh. Xa kia chính là huấn luyện viên Kiatisak. Đây là Thanh Bình đang đi đi giờ em mượn cái túi đi anh Hiền. Mang vô kêu Vương khui luôn. Đây là Thanh Nhân nè. Còn đây là Châu Ngọc Quân. Hello Thanh Nhân. Hello. Đây đầu đông ơi. Không, hôm nay đi chơi mà. Đi chơi. Mấy anh em rủ nhau lên coi đá banh thôi. Bây giờ thì Minh Vương sẽ dê xe ra để một chút nữa mình lái về lại phố. Đây là xe của Châu Ngọc Quang. Đây đồ Yến. Yến có gửi cho em một cái hộp nhỏ nhỏ. Trong này. Hello anh Tài. Sao mà kỹ năng dê xe của ông này mình thấy không có tin tưởng nào. Của Vương Diakite của em. Cắt ra giùm anh đi. Kiếm cái kéo cắt ra chia. Tại vì anh Việt có mấy cái đề can của câu lạc bộ nữa. Đây là Washington Brandao cùng với Paulo. Đây là Trung Kiên. Và đằng xa là Dũng Quang Nho. Cắt sâu lắm, cắt luôn cái túi ra đi. Quay em vậy. Hello em. Nhô. Bộ áo trong quần là đẹp lắm. Xì tay mới. Ở trong cái hộp của đúng rồi. Coi. Của vợ tặng. Phong thủy đây giày của em nè. Còn cái có một cái túi đề can đó.
chút nữa em đưa cho anh Quốc Việt. Ôi, đây là các em khóa 6 vừa đi học về. Ôi về líu lo như là chim non luôn á, chim non vỡ tổ luôn á. Dạ, ai cũng vậy. Hello Bảo. Đang có nhiều khán giả không anh? Không, mấy hai anh em rủ nhau lên đây coi thôi. À, chào tụi con. Giờ lên chú rồi. Hiểu rồi. Sớm hay muộn thôi. Rồi bây giờ hai anh em mình sẽ quay trở về lại phố để mà nhận phòng khách sạn, chiều còn ra sân. Bye bye thì bye bye mình. Ai gặp anh Quốc Anh luôn. Nay lên ủng hộ. Bây giờ bắt đầu vào mùa, sắp mùa hè rồi anh ha, ve bắt đầu kêu lớn rồi. Đúng rồi. Nó kêu coi như là 1-2 giờ sáng nó kêu luôn. Tại biết sao không anh? Tại vì ở đây á, là có đèn á. Mỗi lần nó thức dậy chứ là nó thấy đèn là nó kêu. Kêu. Trời ơi. Đoàn này mấy em đi mấy người? Dạ, đợt này không có làm được anh. Đây, bây giờ thì hai anh em mình sẽ về lại ở thành phố nhận phòng nghỉ ngơi, tiếp sức chiều nay sẽ ra sân, hy vọng rằng là sẽ được tận hưởng niềm vui tiếp tục. Đó, cả nhà có thể nghe thấy tiếng ve kêu khủng khiếp như thế nào. Mấy bữa nữa thì tiếng ve sẽ còn lớn hơn nữa khi mà chính thức vào hè. Hello anh Quy. Mãi yêu. Lắp lắp. Đây là của Carabao. Carabao hả? Mang đồ xuống không? Không cần mang đồ xuống đâu. À ghé thăm. Thôi em đi đây. Em lên phố. Ở cái máy của chiếc xe chở câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, có lẽ là nhiều người vẫn thắc mắc là tại sao mà vẫn còn để màu đỏ màu vàng, thì cũng xin được chia sẻ là đang đặt nốt cái đề can để có thể là dán nốt lên cho nhìn tươm tất hơn. Bây giờ thì tạm biệt Hàm Rồng thôi, sân tập rất quen thuộc. Lúc nãy thì chắc là cả nhà cũng đã xem cái đoạn clip vừa rồi và thấy các cầu thủ Hoàng Gia Lai họ có hỏi mấy câu kiểu như là đoàn của mình lên đông không, rồi đoàn của mình đến lúc nào. Trong đầu của rất là nhiều cầu thủ của Hoàng Gia Lai đã mặc định suy nghĩ rằng là du lịch bóng đá ngoài đường pitch luôn mang người hâm mộ đến gần với họ, và trong các cái hành trình kể cả là lên Gia Lai hay là đi thi đấu ở các địa phương khác thì vẫn có người hâm mộ đi theo để mà cổ vũ cho đội bóng. Đó cũng là một cái động lực rất là lớn về tinh thần, và hy vọng rằng là người hâm mộ sẽ luôn là điểm tựa về tinh thần dành cho thầy trò huấn luyện viên Kiatisak ở mùa giải được dự báo là khó khăn 2023 này. Đến thời điểm này thì cũng rất là mong là Hoàng Gia Lai chiều ngày hôm nay sẽ có được 3 điểm ngay trên sân nhà trước Khánh Hòa để tiếp tục đứng ở trong nhóm 5 đội dẫn đầu của V-League sau 6 vòng đấu. Rồi, ok. Cảm ơn. Ok rồi. Về khách sạn nghỉ ngơi một chút, xong rồi hai anh em đi ăn trưa.
Mấy giờ Khánh Hòa họ ở đâu ta? Hôm nay một không khí rất là yên tĩnh. Vô cùng là yên tĩnh.